Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top Mobile Games. Hôm nay mình sẽ nói về Playing Style. Playing Style trong PES được ra mắt vào năm 2014 và đã được mở rộng hơn ở trong PES 2019. Mỗi cầu thủ chỉ có một Playing Style, nhưng có thể có đến 5 Com Playing Style. Và Com Playing Style chỉ áp dụng cho đá sim hay là co-op game thôi. Và bạn không thể thay đổi những cái style này trong chế độ của PES 2020 Mobile. Lưu ý, những playing style này chỉ được kích hoạt nếu như cầu thủ được đá đúng với vị trí yêu cầu của style đó, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng di chuyển của cầu thủ trong trận. Có tất cả 21 playing style và được Konami giải thích như sau. Đầu tiên là goal poacher, vị trí yêu cầu là CF hoặc SS, là một sát thủ luôn sẵn sàng vượt qua hậu vệ cuối cùng của đội bạn, hay còn gọi là chuyên gia trộm chó đấy. Điển hình là những Mbappe và rất nhiều cầu thủ khác. Tiếp theo là Dummy Runner, vị trí yêu cầu là CF, SS và AMF, là một cầu thủ thu hút sự chú ý của hậu vệ để tạo khoảng trống cho các cầu thủ khác như thanh niên Muller của Bayern hay là Griffith của Celtic. Fox in the Box, vị trí yêu cầu là CF, là cầu thủ luôn dình ở trong vòng 16m50 chờ cơ hội dứt điểm. Những tiền đạo chơi ở vị trí này mà có tốc độ tốt, đơn cử như là Romario hay sắp tới là Van Basten thì chắc chắn là sẽ rất là bá đạo. Target Man, vị trí yêu cầu là CF, là cầu thủ chuyên lùi sâu giữ bóng mặc dù đá cắm. Huấn luyện viên nào mà thích chơi theo kiểu trộm chó thì sẽ không hợp với mấy ông này đâu. Chơi mấy ông này thì hai cánh phải thuộc dạng là Ghost Rider thì mới bớt tù đi được. Ví dụ như là Eden Dzeko hay là thanh niên Zapata, chắc là nhiều anh em sẽ thích dùng ông này. Một style khá là quan trọng đó là Creative Playmaker. Vị trí yêu cầu của style này rất là nhiều, từ SS, LWF, RWF, AMF này, đến cả hai cánh là LMF cũng như là RMF. Với style này, các cầu thủ có thể dễ dàng tìm khoảng trống, tạo cơ hội tấn công và kiến tạo cho đồng đội. Và nổi bật nhất có lẽ chính là Kevin De Bruyne rồi, hay là cả Neymar nữa nếu như đá cánh. Tiếp theo là Prolific Winger, vị trí yêu cầu là LWF và RWF, hợp với những cầu thủ có xu hướng đón đường chuyền ở cánh và tự mình cầm bóng ở trung lộ. Cầu thủ mà có nhiều skill thì tha hồ các huấn luyện viên quầy lửa. Với chỉ số cao thì sẽ có những nhà CR7 này, nhưng không thể không nói đến những Mane hay là Hazard. Tiếp theo là Roaming Flank, yêu cầu là LWF, RWF, LMF hay là RMF. Cầu thủ đá style này sẽ thích nhận đường chuyền khi từ cánh học vô, rồi cứa lòng đẳng cấp vào góc xa. Nói đến cứa lòng thì Salah sẽ là con hàng mà anh em ưa thích ở style này đây. Cross Specialist, yêu cầu là LWF, RWF, LMF hay là RMF. Cầu thủ chỉ thích ôm đường biên và chờ cơ hội tạt ảo con nhà bà rượu vào trong thôi. Có ai tạt ảo hơn huyền thoại một thời David Beckham nữa đây. Tiếp theo là Classic Number 10, vị trí yêu cầu là SS này, AMF và CMF. Đây chính là số 10 cổ điển, và đúng như tên gọi của nó, kiểu chơi này thích hợp với những ai lừa chạy, đưa ra những đường chuyền có độ chính xác cao và độ ảo là yếu tố được nhắc đến. Maradona hay là Ronaldinho sẽ nói cho bạn biết nó cổ điển đến như thế nào. Thực sự thì Classic Number 10 này rất là khó đá đối với nhiều anh em, vì anh em thích để lối đá hiện đại hơn, tốc độ hơn, nên là cái style này sẽ rất là kén người chơi. Whole Player, vị trí yêu cầu là SS, AMF, LMF, RMF và CMF. Với style này, cầu thủ có thiên hướng chạy chỗ tìm khoảng trống khi đội bạn đang tấn công. Những cầu thủ có style này, nếu có bộ chỉ số toàn diện về mặt tốc độ, chuyền chọt, dứt điểm thì không khác gì là một con quái thú, theo cảm nhận của riêng mình. Đơn cử thì chúng ta đã có thánh Johan Cruyff. Và tại sao lại gọi là thánh thì chắc các bạn đã biết rồi đấy. Và đó là part 1 của chúng ta. Với những cái style từ tuyến tiền vệ ở dưới thì mình sẽ làm part 2 để giải thích cho các bạn nhé. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Peace.